Đây là chương trình tất niên chiều ngày 28 tại nhà Ken Ken. Đây là Bắc Quang. Còn đây là ông Dọ. Ông Dọ. Ba Ba. Sao kìa ông Dọ luôn đấy. Còn đây là ba của Ba Ba. Ba Ba bình thường. Còn đây là em rể. Cậu Sáu. Bắc Ninh. Bỏ đi con cái chén nàng con. Quay tay rồi. Chú Cưng. Chú Cư hàng xóm. Chú là ông Sáu. Đủ được, và đây là Ken Ken. Đây là Ken Ken. Từ bạc vô.